Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc tế đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu giám sát đa dạng sinh học, đã lắp đặt thêm 40 máy thu âm, 25 bẫy ảnh để ghi nhận số liệu về vọc mũi hách, hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân sinh sống liền kề với khu bảo tồn. Tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch bảo tồn vọc mũi hách giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những giải pháp căn cơ lâu dài, qua đó giữ môi trường sống cho các loài thực vật, động vật, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng xâm hại diện tích rừng tự nhiên hiện nay.